này ra, chỉ kéo ra. Đây là cái khung cảnh và một cái đoạn đường ngắn ha. Đây là một đoạn đường ngắn mình đi vào vườn nè các bạn. Đó, cô chú anh chị ha. Một cái vườn phải khỏa vườn trà lạ. Đang rất là nhiều trái nha mọi người. Đi rồi đó. Ở đây đất nó nước nó không có trái được nhiều. Cắt rồi. Đất này đất miền Tây, đất này là phải thắng nè. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là một vườn trà lè ở miền Bắc nha. Hôm qua nay mình đi mình miền Trung và miền Nam rồi. Hôm nay mình vào miền Bắc luôn. Vào vườn luôn nha mọi người. Vào vườn luôn nha. Trời ơi. Rất là đẹp. Rất là ok nha cô chú anh chị nhé. Sang năm sẽ làm một cái tour như thế này ha. Cô chú anh chị mà đang trồng trà lạ muốn nghiên cứu, mình sẽ đi theo tour cùng với tụi con luôn nha mọi người. Con sẽ giữ máy này đến khi xuống xe ha. Đến khi xuống xe luôn nha mọi người. Cây đỏ trắng vậy đi giặt đi. Sao cái cây hồi nhỏ nó ấy mà nó lớn nó lại còn tạc giống nhau không ta? Cái lá bạc á. Cô đôi si nhỏ khác nhau nha. Ủa, con này nó hấp nè chị hả? Cái này hợp. Chủ hả? Cắn xuống cào đi nha, xuống cào cào đi. Xuống cào cho một cái. Xuống cào trước đi. Xuống cào đi, mày bạn mày mới cào thì nào bạn cũng được. Nó có gà vịt dê về thằng Ghi. Nói gà vịt rồi bây giờ nhậu bữa trong đây đi. Nói bụng nói sao khác? Nhiều. Hả? Nhiều, nhiều, nhiều. Nhiều hả? Nhiều, nhiều. Nhiều. Mày có kêu con trâu bò qua đây không? Trâu bò đó để em hỏi điện nó coi. Cái ông nào ghi vậy? Xa lắm, từ chỗ nó lại đây cũng xa lắm giống như mình đi vậy đó. Cái ông nào mà cái tên ghi vậy? Cái tên ghê à. Phát nói ông nào mà cái tên ghê vậy mà. Trâu bò. Mà tụi mình đặc biệt danh không á. Đây. Hello. Ghi cái cần này lên giùm. Ok, ghi lên, ghi lên. Ai, đặt chân xuống rồi. Đi khá. Ba la, ba la đi khá. Đây, mình theo chủ vườn nha. Ba đi khá. Ba hy đen là ba hy đỏ đó cô chú anh chị. Ba hy đỏ nha. Ba hy đen ở bên đây kêu ba hy đen và ba hy đèn. Ba hy đen và ba hy đèn nha mọi người. Anh ấy có ngoài một. Bây giờ là đến một cái khu vườn vườn. Anh ấy phải tổng 27 đến 2. 27 đến 2 ก็คือถ้าเกิดว่าวันที่27 đến 2 เขาจะครบอายุของเขาก็อันนี้อันนี้อายุ150วันต้องผสมหลังผสม150วันเขาถึงกินได้แต่ตอนนี้ก็กินได้นะรสชาติก็พอได้ละผสมอะไรครับผสมเกสรไงอ๋อเขาออกมาผมเนี่ยฟังไง29 ทั้ง 2 rồi thụ phấn ngày 29 tháng 2 tây nha cô chú anh chị ก็คือวันนี้มันอ๋อถูกวันนี้วันที่17เนาะประมาณอีก10วันอีกประมาณ5 tháng อีก10วันรสชาติเขาจะดีมากขอ10 ngày nữa là kết quả này là 5 tháng nè bây giờ mình sẵn đây mình làm hỏi ảnh cái vụ mà bao nhiêu cái mình sử dụng cho một cây đực bao nhiêu cây cái có nghĩa là một cây được mấy cây cái đúng rồi trời đất cơ hỏi ngược anh hỏi ngược không mà trời đất cơ khẩu thảm và tha bên tua ai tồn phu chứ mấy 1 tồn phải sống đấy thì tồn phục khung đây 2 tồn phu 1 nha ha. Một cây được 5 cây cái. Mà theo tiêu chuẩn. Má, xưa mấy ông nội tôi nói 20 25 thôi. Đó, bây giờ mình biết rõ luôn nha cô chú anh chị. Nó rõ ràng nè. Là một cây đực mình sử dụng cho lấy được bao nhiêu ký phấn. Bao nhiêu phấn? Bao nhiêu gam phấn á? Một cây đực là 5 cái nha cô chú anh chị nha. Paliman hả? Paliman này ได้ ประมาณ มันอยู่ที่ต้นใหญ่ต้นเล็กเนาะ ถ้าต้นใหญ่ก็ได้ประมาณครึ่งโล
Nếu mà cây to là khoảng nửa ký, nếu tôn một cây to là nửa ký nha cô chú anh chị nha, một cây to mình chỉ lấy được nửa cái phân. Khoảng cây nhỏ thì chưa tới một lạng. หนึ่งขีดจะผสมได้ประมาณ150จัน120ถึง150จันก็คืออย่างนี้เขาเรียก1จันหมกงานฟังหมกหลังฟังในลำไส้เร็ดบะฮีถูกหรือขวางใช้ไวอยู่ที่150หมกจันนำมือได้250บวย150rồi dưới một cái nó hỏi ảnh rồi cái nó tự động nó chết ngang là lý do gì nữa nhỉ? Tự động chết ngang. Đưa hình chết giống cây kiểu gì? Alo. Hỏi anh có bị nào? Cây thì ngày 29 tháng 12 là người ta sẽ sống. Đây chết giống vậy nè. Nó chết luôn nha. Nghe điện thoại, anh nói để anh nghe điện thoại nha. Đây là giải đáp khi mình cây của mình có những hiện tượng tầm 2 năm đến 2 năm rưỡi tuổi thì nó sẽ bị héo lá và chết dần. Đây mình sẽ hỏi, đây là một cái chủ vườn cũng khá lớn chăm sóc nhiều để xem anh ấy giờ tư vấn như thế nào nha. Chưa là dù thi bày mãi nữa và dù thi đìn. Ông nói là bị nấm mốc với là vi khuẩn ở rễ. ต้นเขาอาจจะต้องสะอาดอย่างนี้เขาต้องปลูกในการหลังเต่าก็คือ gốc cây đây nè là phải sạch sẽ để chống nấm với lại là chống vi khuẩn, chống nấm và chống khuẩn gốc. Mi biết thì cái thầy gần này mình thật mi già có thuốc để điều trị cái này rồi sẽ xin hiệu thuốc cho cô chú anh chị mình. Tôi già để cho bọn hay là mình sai tôi này. Anh nói lần chút nữa anh sẽ giới thiệu cái thuốc để rồi ok chúng ta theo dõi để mình xem cái hiệu thuốc để trị những cái bệnh của trà là nha. Có cứ thằng y gan tôi đi đồn chia là này cần giải xã hệ có thứ là phốc mun sạt phốc khi vua khi quai cái cây trồng như thế này mà bị nấm mốc với lại là bị vi khuẩn á, có nghĩa là trong lúc ủ phân bò với lại là phân động vật ấy là ủ chưa kỹ với lại là cái phân bò động vật á bị nhiễm cái loại vi khuẩn đó cho nên là nó gây hại cho cây. Hỏi ảnh dùm cái giống mà cái giống y găng với giống UAE với giống DVD của ba hy vàng, cái giống nào nó tốt với cái năng chất nó như thế nào? Khảo thám và ba hy lượng khoảng Iran DVD แล้ว ก็ UAE ไหน ที่ แนะ นํา ที่ มัน ดี กว่า ที่ มัน ดี สุด คือ จะ บอก ว่า จะ ให้ ชิม ว่า DVD มัน จะ ออก ลูก กลม ๆ ออก กลม ๆ นะ ถ้า UAE กับ Iran เนี่ย จะ ออก ลูก ทรง เรียว ๆ คือ ของ Iran มัน จะ กลมๆ แต่ DVD cái ba hy vàng của DVD là cái quả nó sẽ tròn còn แล้ว อีก 2,000 นะครับ อีก 2,000 นี่ ออก เรียว ๆ còn hai cái giống còn lại là nó sẽ dài cái quả nó dài mà nó mỗi cái năng chất nó giống nhau แล้ว อันไหนที่ได้แบบผลผลิตดีกว่าครับถ้าเสถียรดีๆเนี่ยก็คือ DVD แต่ UAE เนี่ยคือ DVD ถ้าเกิด UAE เนี่ยดีคือเขาทนฝนกว่าดีcòn nếu mà về giống Trung Đông á UAE thì nó chịu mưa nhựa được tốt hơn thuần thuần quả Trung Đông là UAE chịu mưa nhựa tốt hơn DVD UAE đấy. Mà DVD ở đây có giống không? Thà DVD nó ha đột phổi nặng mới dù nếu mà giống DVD mà trời mưa nặng có thể là nó bị nó không thu hoạch được nhỉ? Theo nó phổi nhiều nhé. Anh hỏi là ở vùng mấy anh trồng á là mưa nhiều không? Mưa nhiều. 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 Nó tông cùm như vậy เพื่อ ไม่ ให้ ฝน เข้า เลย. Nó là phải bọc như thế này, nếu mà trời hiện tại là đang mùa mưa cho nên phải bọc như thế này. Anh ấy bên DVD luôn. DVD hết rồi. DVD hết luôn. Đó. Quá trời đi. Bà kia bà nó nói tầm bậy, bà bán thằng y găng rồi bà đổi thừa cho người ta. Thay DVD cho nó to nè. Chứ anh mở một vườn đi giữ cái điện thoại hết. Vậy là DVD trái vẫn nhiều và vẫn sai nha cô chú anh chị nha. Nên là chúng ta phải đi nhiều vườn để nghe và tìm hiểu và mình lọc lại những cái nào đúng để mình đẩy mạnh hơn nha cô chú anh chị nha. DVD 6 năm tuổi nha cô chú anh chị. Tất cả cái vườn này là DVD hết. Đây, vườn này là vườn DVD 100% trồng DVD hết nha cô chú anh chị nha. 1 buồng, 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng, 5 buồng, 6 buồng, 7 buồng, 8 buồng, 9 buồng. Bao nhiêu buồng anh? 11 buồng. 11 buồng cho cây này 6 năm tuổi nha cô chú anh chị nha. Cây này 6 năm tuổi nó cao cái lóng khoảng chừng 4 mét. Bà nào bán giống. Đi bán lùa gà đó. Bà ơi kìa đó, bà nói nè qua. Nghi đó. Lùa gà. Không.
ảnh này nói à, cái đi 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 cái tàu lá không cái bẹ nó nè gà bá lửa luôn hồi xưa nó đâu có bự gì đâu. Bác ơi hỏi ăn thử đâu bác ơi. Dạ. Kìa, hỏi gì hỏi đi. Ờ thì khẩu bồ, có chim đây mấy thật. À, anh đi nhà mấy kẻ. Được. Hay đi. Chưa chín, chưa chín. Cây bên này hay hơn nè. Cây bên này chín nè. Dạ dạ. Cô chú anh chị giữ điện thoại. Nói vậy, đói bụng kêu bản gì phát. Nhiễu. Giữ đâu? Cô chú anh chị giữ điện thoại để xem hết clip giúp Kiều nha. Nếu cô chú anh chị đang nghiên cứu Trà Lạ thì cô chú hãy xem hết clip ngày hôm nay của con nha. Ngày mai sẽ đi một vườn khác nữa. Tụi con qua đây chủ yếu là mục đích để đi đến các vườn này để là mình xem và mình tìm hiểu ha. Mình đúc kết lại cái kinh nghiệm trồng trà là để cho mình phát triển hơn khi mình trồng cây không bỡ ngỡ như cô chú anh chị nha. Anh chủ vườn rất là nhiệt tình luôn ha. Con chồng con đã có hẹn khoảng một tuần trước. Vườn của anh thì cách xa sân bay tầm 400 km. Đấy, nhưng mà mình vẫn anh ấy vẫn nhiệt tình rồi ra sân bay đón tụi con nha. Nhưng mà tụi con thấy xa xôi quá nên là mình mới là không có nhờ anh đi đón mà mình tự đến vườn. Đấy. Anh rất là nhiệt tình luôn nha mọi người. Anh đang hái trái chín cho mình ăn ha. Chị xin nào. Cho chị xin với. Lấy một trái thôi. Đi đi nha cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ bắt đầu ăn nè. Đi. Đây là thưa ký kim vẫn theo cái lộ trình nãy giờ nha. Ngọt nha. Ngọt mà. Ngọt không mọi người? Sao mà chợ không ngọt ha? Đi nha. Ngọt nha mọi người ơi, rất ngọt, thịt ok nha. Ơi nó chắc chứ nó đâu có bọng gì đâu. Nó chắc mà. Phải tỉa trái nha cô chú anh chị, phải tỉa trái. Rất là ngọt. Ngọt lâu quá. Giòn mà. Ngọt ha, mà giòn ha, mát ha. Anh đi yên mới đai nè, Hà lời. Là ngon hả chị? Ngon lắm. Hà lời. Dạ. Anh nói là cái quả này. Cái quả này là chưa đến tuổi đâu. Quả này chưa đến tuổi chính ha. Từ lúc thụ phấn đến lúc thu hoạch là khoảng 150 ngày. Từ lúc thụ phấn cho đến mình thu hoạch là phải đúng 150 ngày nên mình có ghi rõ được cái ngày thụ phấn trên từng bẹ lá hoặc là trên từng cái bẹ quầy nha cô chú anh chị nha. Nhớ kỹ giúp con nha, 150 ngày đúng ngày chính của nó nha. Mình thụ phấn là mình phải ghi rõ nha cô chú anh chị nha. Chị cảm ơn Phát. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ăn giống ăn mía luôn vậy đó. Rất ngọt ha đúng không em? Quá trời VIP luôn. Rất là ok. Không bị chát luôn chị. Không thua gì Ba Hy Đèn nha. Ngon hơn Ba Hy Đèn. Ba Hy Đèn là kiểu trà mít hẹn vậy. Có bộ bao loài quá Ba Hy Đèn. À loài quá. Tại kia là kia lên. Kim Ba Hy Đèn nha. À giờ cũng điểm. Bây giờ chúng ta thử Ba Hy Đèn tại vườn nha. Anh mời thử con đã hỏi được hàng ký gửi rồi, về đến Việt Nam cũng khá là rẻ, 20 kg nó tầm khoảng 400 ngàn tiền Việt Nam mình, 20 kg hàng ký gửi. Con sẽ đem đủ các loại trái về cho cô chú anh chị ha. Để đạt được vị tươi ok nhất thì con sẽ xách tay như thế này là quá chuẩn. Cô chú anh chị nào muốn ăn trái thử thì alo cho con trong cuối tuần này nha. Ba Hy Đèn nha cô chú anh chị. Việt Nam mình gọi là Red Ba Hy hoặc là Ba Hy Đỏ. Ba Hy Đèn là Thái Lan thường người ta kêu là Ba Hy Đèn. Nhưng mà vẫn là Red nha cô chú anh chị nha. Vẫn ngon luôn. Vâng. Tuyệt vời. Cái vỏ nó có hơi vị chát hơn Ba Hy hồi nãy luôn á. Chưa đến ngày cắt nha. Cô chú để ý giúp con, từ ngày mình thụ phấn cho đến cái ngày mình thu hoạch là 150 ngày nha.
khi mình thụ phấn là mình ghi rõ ngày thụ phấn vào 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 cái cuốn quầy nha cô chú anh chị, phải làm dấu 10 ngày nữa là number one luôn. 10 ngày nữa mới là number one. Khách xin quanh là 10 ngày nữa. Không phải là nó. Ông này chiên trọt em nè. Ngay mặt ông đi mọi người biết. Ngay đi Bến Kiều á mọi người ơi. Ủng hộ Kiều nha. Nó có vị chua chua tới ngày nữa. Nó chua tới ngày nè. Không sao. Ông nói 10 ngày nè. Để có ghi cái ngày cuốn cuốn á. Nó có ngày thụ phấn 10 ngày. Đúng hơn đúng không? Nhưng mà bên kia thì nó đúng ngày rồi. Hỏi cái lượng tưới nước cần sao này? Tưới nước đi, tưới nước đi. Hỏi lượng tưới nước nè. Hỏi ảnh. Cái lượng nước tưới. Hỏi ảnh nó cần lượng nước như thế nào nè, cái tưới với nước như thế nào bây giờ nó đang có ấy thì đang có. Em hỏi đi anh luôn hỏi đi. Lúc hỏi đi. Lúc nào có trăm con nó trăm rồi. Cây. Tốt trăm thì tôi hỏi đi. Tốt cây nó hỏi đó là tưới tưới mỗi ngày. Khi mà thấy cái gốc khi mà thấy nó khô á. Là bắt đầu mình tưới nhưng mà tưới nhưng mà đừng có tưới đi cho nó đọng nước. Phải thoát nước tốt. Ok, thoát nước tốt nha cô chú anh chị. Tưới nước mỗi ngày nhưng mà phải thoát nước tốt. Cái hang bốp nha, thoát phốn mà bốp tạc vào lên luôn. Nếu mà để cho nó khô quá mà mưa xuống là quả sẽ bị nứt. Đúng rồi, nó bị do nước. Cái này nó bị nứt và nó rụng quá. Nó bị đứt quá. Cái phần giờ thải luôn con hang không bác này. Phân phân bón phân thế nào? Bón phân thế nào? Cần hai củi đi từ hậu phấn cho đến cây chính đó. Tăng tè đi phân sổm mà. Nó để đi phân sổm là mình chỉ mi sụt. Đây em có quay rồi ha. Đây là cách người ta xử lý nước bên đây này ha. Trồng thì trồng nổi, không trồng cao nha cô chú anh chị. Thoát nước tốt. Ăn keo em quay. Ok. คือเขาอันนี้ได้อันนี้ต้องห้ามแฉะอันนี้บนนี้ห้ามแฉะเขาจะบอกว่าได้ที่แตงได้อะล่ะลุกหนาวก็ไปโคร้าวให้แต่มาฟีดยื้อหน่อยอะล่ะ nhớ nha phía trên lúc nào cũng phải khô ra. Ở dưới thì xung quanh nó ẩm. Phía trên này là không có được để cho nó ướt như này. À, cái bò thì ở nhà trồng mô mô không á. Cứ bây giờ là hết hay bụi hay khe đi nam mới đâu hay luôn. Nếu mà bón phân á là chỉ bón vụt xung quanh thôi, không có bón liền liền này. Bón phân là bón xung quanh nha cô chú anh chị. Lắng nghe clip ngày hôm nay rất là hữu ích cho những khách đang trồng trà là, đang nghiên cứu trà là, cô chú anh chị nhớ lắng nghe hết clip giúp con nha. Đa Han, chúng ta đi đến Đa Han nha cô chú anh chị nha. Một dòng trà là mới, trái rất là ngon nha. Đây. Vườn hôm nay thì chủ vườn rất là ok, nhiệt tình nha. Tư vấn ok rất là kỹ cho mọi người luôn. Chuyến này rước chủ vườn về Việt Nam luôn nè. Một cây mà 20 mấy quầy luôn cô chú anh chị ha. Hàng đi bì đi nha. Hai mươi mấy quầy đó chị đẹp. 20 mấy quầy luôn á. Đa Han nha cô chú anh chị nha. Mình thử Đa Han tại vườn nha. Cảm ơn em. Trái của Đa Han vẫn chưa tới ngày. Cái Đa Han này to ghê. Cái này là không có vị chát luôn. Chỗ vườn nói không có vị chát thì em đã thử rồi. Con đã thử rồi, không có vị chát thật sự. Anh thử đi anh. Anh hỏi đi anh. Anh cần hỏi gì? Anh hỏi được coi Đa Han này là gì? Yêu gì vui à? Đa Han này vui à? Đa Han. Đây là mối của chồng, ông chồng. Ba số chín. Anh đi chìm không? Anh tuân đi chìm à? Tính ra Bahi DBD mà hàng chuẩn thì trái nó ngọt hơn Bahi đèn luôn cô chú anh chị nha.
Đó là cảm nhận ăn tại vườn luôn. Tất cả mọi người đều công nhận là Bahi DVD khi mà chín chuẩn thì nó ngon, rất là ngon. Phải 20 mấy buồn cho một cây chà là 6 năm tuổi như thế này. 30 kìa. Cái này ăn hoạt 3 lần, lẽo có mấy cái tầng? 3 lần. 1 tấn là 1 tấn nè, đu đi. Thà ai ai này mới kiếm ประมาณ 20 khuyên à. Một cây là có khoảng là 20 quầy. Hơn 20 quầy cho một cây nha. 20 quầy cho một lần thu hoạch xong rồi, ví dụ như trên một cây có hơn 20 quầy thì chia ra cho 3 đợt thu hoạch vì nó không chín một lượt nha cô chú anh chị nha. Một cây thu hoạch một cây 100 đến 300 kg. DVD nhiêu nói lại cái coi. DVD ừ. 100 đến 300 kg, 150. DVD là 100 đến 300 kg trên 1 năm. Đó, một cây đó. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ hỏi cây giống đi. Tới cây giống. Lượng tôn này à, bởi đua thắng một ạ. Rồi bây giờ cái vườn trái thì mình tạm dừng video ở đây ha. Tí xíu nữa đến vườn giống thì cô chú anh chị sẽ xem tiếp video của con nha. Hôm nay con tải video liên tục luôn. Like, share, đăng ký nếu mình muốn trồng cà là nha cô chú anh chị ơi.